các bạn đang xem video trên kênh YouTube Trải Nghiệm Vùng Cao. Camera Văn Ngân xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải Nghiệm Vùng Cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải Nghiệm Vùng Cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải Nghiệm Vùng Cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải Nghiệm Vùng Cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. Bye.
sầu riêng sầu chai nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì không phải ngay. Cô dâu ơi, mặc trang phục của người Thái. Mặc váy và áo có. Con hả sao ủ cả bữa non. Hay ăn cho cô giáo chú rể của đồng phòng đấy. Chú rể đồng phòng đây cái này. Cô giáo chú rể nó.
tàu ấy tàu hai tàu hai tàu tiếp tục cái thủ tục ra mắt tổ tiên nhé các bác nhé. Vừa là cô dâu chú rể đã làm cái lễ tặng cỏ xong. Đây là chú rể ra mắt tổ tiên bên nhà gái. Lại một lại thôi. Tiếp tục một cái lý nữa của người Thái. Đây thì làm cái lễ tạ ơn các bạn ạ. Với ý nghĩa là chú rể làm để cảm ơn bố mẹ vợ. Cà nằm u nằm nôm. Phá thế là ăn mà. Phá cái chỗ băng hộp băng sao không nghĩ. Kéo ăn chút chút mất đi à. Ờ nà nà. Kéo chút xảy tình ai không nghĩ nữa. Chỉ đi ráng co cho nên là. Ừ co mẹ. Đây rồi xà lá thôi đó. Bắn lên con mặt nó lại 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 b
xem video trên kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao. Camera Văn Ngân xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông, cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn cả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải nghiệm vùng cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
cho toàn thể quý vị khán giả thân mến. Hiện diện trên sân khấu hạnh phúc trong ngày hôm nay là đôi bạn trẻ cũng như đại diện hai bên gia đình, ban tổ chức. Xin kính mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón đại gia đình của chúng tôi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu bác Tòa Văn Nó và bác Hoàng Thị Thiên. Hãy bước lên một bước. Đại diện của nhà gái xin được trân trọng giới thiệu bác Hoàng Văn Dương và bác Hoàng Thị On. Hai bác cứ bước lên một bước. Xin mời hai bác, hai bên gia đình chúng ta sẽ cúi chào toàn thể quý vị thân khách trong buổi trường ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chủ nhân của chiếc tấm thiệp hồng mà quý vị đã dành trên tay để cùng về tham dự buổi lễ vô quy cho đoàn trẻ ngày hôm nay. Chú rể Tòng Chính, cô dâu Hoàng Xuân sẽ bước lên hai bước để cùng cúi chào toàn thể quý vị thân khách trong buổi trường ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ban tổ chức không thể quý vị đợi lâu hơn nữa. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Tòng Chính, Hoàng Xuân, Hoàng Xuân, Tòng Chính. Xin phép chính thức bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, sau đây ban tổ chức xin phép được tổ chức những nghi thức cơ bản cho cuộc buổi tiệc cho hai đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Sau đây xin mời hai cháu sẽ cùng bước lên hai bước. Tươi lên gì mà nghiêm túc thế? Rồi hai cháu hãy quay mặt vào nhau không được làm gì nữa nhá. Sau đây, vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, sau đây ban tổ chức xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao nhau chiếc kỷ vật của ngày hôn lễ để chứng minh rằng từ giờ giây phút này trở đi, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, hai đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nên vợ thành chồng. Xin mời. Kính thưa quý vị khách quý, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, nhưng đó là minh chứng cho tình yêu, sự gắn bó, và cùng hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau cùng bước lên trên con đường hạnh phúc của mình. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, kể từ giờ phút này trở đi, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, trẻ của chúng ta đã chính thức nên vợ thành chồng, và sau đây ban tổ chức cũng xin một lần nữa xin mời đại diện hai bên gia đình sẽ bắt tay nhau chính thức kết tình thông gia trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị thân khách. Xin mời. Dạ vâng. Kể từ giờ đây phút ở đi, ngày xưa thì chung lối chung đường, giờ đây chung gối chung giường chung chăn, chung cha chung mẹ chung ông chung bà. Ban tổ chức xin được kính chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc hai bên gia đình thắm mãi tình thông gia. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và sau đây sẽ là những món quà chúc mừng hạnh phúc từ phía đại diện hai bên gia đình. Sau đây ban tổ chức xin được mời đại diện của gia đình nhà gái, xin mời hai bác. Vâng ạ, thân sinh ra cô dâu sẽ có những món quà dành tặng cho hai con yêu quý của mình. Xin mời ạ.
Vâng, và tiếp theo chương trình sẽ là món quà dành tặng của phía hai bác thân sinh ra chú rể, sẽ có món quà dành tặng cho hai con yêu dấu của mình. Xin chào, kính mời. Những món quà để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Sau đây, vâng ạ, rất nhiều món quà cho quý vị ạ. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà anh Hồng cũng có món quà chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà Thương Tuyết cũng có món quà dành tặng cho hai cháu yêu quý của mình. Trân trọng kính mời. Chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu anh trai Tuấn Thảo cũng có món quà dành tặng cho hai em yêu dấu của mình. Trân trọng kính mời. Cảm ơn những món quà vô cùng ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chị gái Oanh Tuân cũng có món quà dành tặng cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Sẵn có món quà chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, những món quà, những tình cảm mà về phía bên gia đình sẽ dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta rất là nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình cháu Nam có món quà, gia đình cháu Nam bản Hồi Phúc cũng có món quà dành tặng cho cậu gì. Trân trọng kính mời. Quý thân mến, vừa rồi là những món quà từ phía đại diện của họ nhà gái, và sau đây là những món quà từ phía đại diện của nhà trai. Cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình cậu Lão Học cũng có món quà dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời.
cảm ơn món quà đến từ A Cậu Lạc Hồng. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình bác Tiên Tân cũng có món quà dành tặng cho hai cháu của mình. Xin trân trọng kính mời. Chúc mừng hạnh phúc của gia đình bác Tiên Tân. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình cậu Triệu Thêm cũng có món quà dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình cậu dì Phương Tuyên sẽ có món quà dành tặng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình sẽ là món quà chúc mừng hạnh phúc của gia đình cậu dì Thu Cương. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu gia đình cậu Thành Thắm cũng có món quà dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình anh chị Hào Xuân cũng có món quà dành tặng cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Chị Xuân Hằng, nhưng mà hôm nay chị cũng đi công tác xa cho nên là cũng không được về và cũng có gửi món quà cho MC đại diện tặng cho hai em của mình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, vừa rồi là những món quà, những tình cảm mà từ phía đại diện hai bên gia đình để dành tặng cho những người con, những người em của mình. Dạ vâng ạ. Tiếp theo ban tổ chức xin được phép quý vị là nói một chút về phong tục một chút ạ. Xin phép toàn thể quý vị khách quý. Sò chiêm cò mè pì nòng tinh khẩu tinh ship tinh sao. Sò chiêm cò mè tê ải nòng chung phủ tủ côn là quần cú mà ra tà nai đánh bà quần phát khẩu là hò móc của mình đi khách cứ sang nga tam phú già tà nai cửa nhám khẩu khẩu làm phủ diện phủ tường có bản có cuống cứ nhắc lại phí như lại khẩu đi lên chế tham cò bó bí bóng lờ nè bóng bí khè lờ hay bảy tăng đến bó chậm bảy tăng nằm bó phún cửa trắng ba ướn cò bó nước là bùn tà lướng bùn pha trắng lướng bùn côn trắng sinh mi đồ nòi đòi hạt trắng này tắt sảy ma mưa tắt đứa má liền liền tết phồng hòa tò mắc hòa phá tìm tò phá mưa sòng nhiều trắng này màm khẩu gió xốp tốt lấy hà non sòn quan hà nhớ trắng điểm trắng nhớ trắng nhớ trắng sùng nhớ quyết luôn sùng quyết tả mà quyết khó quyết mẹ hà hương chân đi đủ phải nhích được chữ tiền sào
vào đuôi của trai của đến từ biển báo đôi báo giáo nhưng mà mèn kén bao cắn chưa đi trai rú lát trắng phó hiền phay rú cày sáng phó hiền sửa làm nín chẳng thấy phó hiền chủ kiểm máy chẳng ta phó hiền tà anh thải chẳng tàn trai trắng này sửa bóc hóa long hòa sửa phạt bá long này quay khen ót tủ hươn về lửa trắng này báo phi ỏ liềm mường báo bí phước liềm nằm xì xứ lo điệp tre mơ phẩu tối tính tẩu mơ danh lòng phanh kèm vườn hài xíp hà mơ danh lòng là những khăn chớ cái khăn sang trắng này cụ cần là cố củ ổ trù là cố phay 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 bay ma đều men tàn kén thỏi lại cầm kén giường chân nị trai lại quang chủ trong cơn mút xuống ảo lại quang xào quang báo trong cơn mắt xuống phò xuống mè bố ra cần những long cơn khả phết vĩnh đủ lấy khả cái vững đầu tin cái có mà là cái có sợ vừa chào hoàng có còn sủ của mặt mặc tinh chủng tinh ngũ mặc tinh cú tinh già tinh tả tinh nai lại côn cờ trắng ma mới đi mà ứ xong tăng nga bố già tàng nai xuống khỏi trắng hà lại mới đi bên tràn người phót bên ngam trắng lại sạt lèn sữa hà lèn phá xú xuống hoa có cầu bên đồi sắc đồi thú bên cù sắc phú kim bên đồi sắc đồi bà bó váy bên đồi sắc đồi cái bó xìa cờ trắng ba mới đi tóc phú ta cả nhắm kiếm ma hà lại vi lỏng phù phú ma muốn đồ bảo chảo lúc chảo ta trong bên cam kỳ ma mất tánh tòi hít chip sòng tòi cóc chip hà trắng lại cáo lại mới ở phò mè pi nồng chu bản chu cuống ai nong lại bản lại xá hạt bánh bãi bìa bát hàn mắc kèn tròn hòm buồn cái bà mắc bao lù sòn làng trong bà mới cày tay hương trong cái mi quan và xưa sòn chút hạt bò mè cái bà mi quan cảm ơn thay cờ tay tay hương xung khỏi tam phú già tàn ai cái bà đổi phù miết xung mở sẽ mi chén lão già sò chút bò mè tinh cá phồng mũ lão bát thảo hâu hai bò mè hâu còn cá chén lão nữa bò mè ơi xin chân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy rót ly rượu trước chúng ta từ phía đại diện hai bên gia đình cũng sẽ có chén rượu xin mời toàn thể quý vị thân khách chúng ta cùng rót đầy chén rượu nha. Khái tiền lớp ba mẹ nữa áo ăn nữa giờ chén được không ạ? MC đến 2, 1, 2, 3 chúng ta cùng rót được không ạ? Cung có hai bà biết phát sẽ lệ cảnh tên sát tuổi biểu sốt hiểu pháp bồ mẹ vì nồng không cần thò mò buồn cần trong ba à nó bồ mẹ hâu cả học đàn học phanh làm bảo so la là tinh hơn ở nước bồ mẹ đó à sau đây xin mời đại diện hai bên gia đình sẽ cùng trở lại các bàn tiệc để cùng mời diện gia đình cũng như khách đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ ở lại trên sân khấu để cùng làm những nghi thức tiếp theo. Ở đây cùng dự ngày vui của đôi bạn trẻ. Sau đây ban tổ chức xin được mời hai bạn trẻ chúng ta hãy cùng chúng ta hãy cùng mở chai rượu để cùng rót rượu cho ngày hạnh phúc của mình. Xin mời. Yeah.
chú rể và cô dâu rất là run. Trăm năm của mình, chúc hai cháu trăm năm